ăn nhá. Điều khiển máy xúc luôn các bạn nhé. Em đang là chiếc Covenco BC70 lắm. Này rất là khỏe.
xe này thường được trang bị máy 115 và máy 24. Quần rách rách cái lỗ nó qua nó dở, quần cũng chơi chân nặng. Ghét nhất là đi này cát nó cứ chui vào dép, rất đi rất khó chịu. Thank you.
đốt cái sân là xong rồi nhỉ? Đốt cái sân là xong rồi nhỉ? Lát đêm. À. Lát đêm nó đốt nhà tắm thì đã xem video nhé. Bây giờ là phạt đồ ven vô cùng đẹp mắt của bác tài xế của Long, một khối cát. Thanks for watching my video. Goodbye.